nghe chứ dạ. Tại vì tôi mới có cái lớp đường áp chưa. Thì cứ trả lời ra, các bạn đang trả lời. Bởi vì mặc dù á, khoa học kỹ thuật của Mỹ rất là tiến bộ, nếu mà Mỹ á, tiếp tục mà sử dụng nguyên liệu hạt nhân như bom nguyên tử á, thì có thể tàn phá cả thế giới luôn, mà tàn phá chính nó. Nên là không, nó không, nhân loại thì không cho phép Mỹ có quyền tiếp tục sử dụng những vũ khí đó, nó rất là ảnh hưởng tới toàn thế giới. Còn lúc đó trong thời kỳ này á, rồi lớp kết thúc.